Trong số những quốc gia láng giềng với Việt Nam, chắc chắn kẻ nhiều duyên nợ nhất chính là anh bạn hàng xóm to đùng mang tên Trung Quốc. Trong hàng ngàn năm lịch sử, Trung Quốc chính là nền văn minh ảnh hưởng nhiều nhất tới Việt Nam về mọi mặt. Mối quan hệ giữa chúng ta với anh bạn phương Bắc cũng thường xuyên thay đổi tùy theo tiến trình lịch sử. Chính vì thế mà trong tâm thức của đại đa số người Việt luôn xuất hiện hình ảnh của Trung Quốc. Dù quen thuộc như vậy, nhưng có những điều về Trung Quốc mà hẳn là nhiều người cũng chưa thực sự tường tận. Ví dụ như, vì sao Trung Quốc lại có diện tích rộng lớn đến thế? Văn hóa của quốc gia này khác biệt ra sao với văn hóa phương Tây? Vì sao có lịch sử dài lâu và không thiếu nhân tài, nhưng Trung Quốc lại hiếm khi sản sinh ra những nhà khoa học xuất chúng? Để trả lời những câu hỏi đó, hãy đến với video siêu tổng hợp về Trung Quốc của Spyroom. Những nội dung trong video này đều đã từng được Spyroom đăng tải riêng lẻ. Nay chúng mình xin được tổng hợp lại để cho các bạn tiện theo dõi. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu nhé! Trung Quốc ngày nay rất rộng lớn, cả về quy mô dân số và diện tích lãnh thổ. Hằng ngày tôi đi làm và nghe thấy nhan nhản những câu như một tỉnh của Trung Quốc còn to hơn cả nước Việt Nam. Nhưng mà tại sao Trung Quốc lại rộng lớn đến vậy? Và nếu các quốc gia châu Âu còn không thể thống nhất thành một đất nước, thì những yếu tố tự nhiên nào đã giúp Trung Quốc làm được như vậy? Làm thế nào mà những vị vua Trung Quốc cổ đại có thể cai trị được cả một vùng lãnh thổ rộng lớn với cư dân đông đúc? Đó là những trăn trở của tác giả Lê Minh Hoàng trong bài viết Vì sao Trung Quốc rộng lớn, được đăng tải trên website của Spider Room. Phần 1. Trung Nguyên thật rộng lớn. Khi xem các bộ phim lịch sử Trung Quốc như Tam Quốc hay Chiến Quốc, nhiều bạn sẽ nghe thấy các cụm từ như tranh bá Trung Nguyên hay Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Nguyên. Có bao giờ các bạn tự hỏi Trung Nguyên là ở đâu? Tại sao nó lại quan trọng như vậy với các thế lực muốn thống trị Trung Hoa? Trung Nguyên là khu vực đồng bằng Trung và hạ lưu sông Hoàng Hà, với trung tâm là khoảng tỉnh Hà Nam, Trung Quốc ngày nay, và nó là nơi phát nguyên của nền văn minh Trung Hoa cổ đại. Nơi này được người Hoa Hạ coi là trung tâm của thiên hạ. Vậy tại sao nó lại quan trọng như vậy? Trong tiến trình lịch sử của loài người, chúng ta đã trải qua các cuộc cách mạng về nhận thức, cuộc cách mạng nông nghiệp, cuộc cách mạng công nghiệp và cuộc cách mạng về công nghệ thông tin. Cuộc cách mạng nông nghiệp đã hình thành nên các đế chế và các nền văn minh cổ đại trong lịch sử loài người. Tất cả các nền văn minh cổ xưa đều phát sinh từ vùng đất nông nghiệp như nền văn minh Ai Cập ở hạ lưu sông Nin, nền văn minh Lưỡng Hà, nền văn minh Hoa Hạ, nền văn minh lúa nước ở phía nam sông Dương Tử. Từ khi nông nghiệp phát triển, con người chuyển từ lối sống săn bắt hái lượm sang lối sống định canh định cư. Con người không còn sống nay đây mai đó mà bắt đầu tập trung định canh định cư ở một khu vực nhất định phù hợp với việc canh tác nông nghiệp. Đồng thời sự định cư cũng giúp con người có thể tích trữ của cải thặng dư, dẫn đến hình thành giai cấp người giàu và người nghèo. Điều đó dẫn đến một vấn đề mà trước đó con người chưa từng gặp phải. Khi cuộc sống săn bắt hái lượm một bầy người chỉ bao gồm 1, 2, có khi vài ba gia đình sinh sống săn bắt cùng nhau. Số lượng nhiều nhất chỉ khoảng 20 đến 30 người. Thì tất cả mọi người đều biết nhau, mọi mâu thuẫn đều có thể dễ dàng được thỏa hiệp. Nhưng khi chuyển sang cuộc sống định cư, số lượng người tăng lên trong một quần thể có thể là vài trăm người trở lên, sẽ có những người không quen biết nhau, mối quan hệ sẽ phức tạp hơn, dẫn đến những mâu thuẫn xảy ra nhiều hơn, khó thỏa hiệp với nhau hơn. Do đó, quần thể này có thể bắt đầu đi đến tình trạng hỗn loạn, tranh cướp tài sản, tranh chấp hôn phối, đánh chiếm các khu vực đất đai phù hợp với việc canh tác nông nghiệp. Điều đó dẫn đến hệ quả là việc tạo ra một bộ máy cai trị, duy trì kỷ luật của quần thể người sống trong khu vực đó. Nó ban đầu là các tù trưởng, tộc trưởng quản lý các bộ lạc. Khi bộ lạc này trở lên lớn mạnh hơn, giàu có hơn, dân số phát triển hơn, sẽ xảy ra tình trạng đất đai canh tác nông nghiệp, của cải, lương thực không đủ nuôi sống các cư dân của bộ lạc đó. Họ bắt buộc phải tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lấn các bộ lạc khác. Dần dần, một bộ lạc sẽ thống nhất nhiều bộ lạc khác và hình thành tiểu quốc với người đứng đầu là quốc vương. Cũng như vậy, nhiều tiểu quốc xâm lấn, đánh chiếm lẫn nhau và thống nhất các tiểu quốc lân bang thành một thể thống nhất là đế quốc, đứng đầu là hoàng đế. Trong lịch sử Trung Hoa, Tần Thủy Hoàng là người đầu tiên làm được việc này. Và Spider Room sẽ có video riêng về Tần Thủy Hoàng trong thời gian tới, nên các bạn nhớ đăng ký kênh nhé! Từ đó, ta có thể tóm gọn lại sự hình thành của nhà nước là như thế này. Khu vực nào phát triển nền nông nghiệp, nơi đó là mảnh đất tốt để hình thành nhà nước. Đồng bằng càng rộng lớn, có nhiều các loại cây nông nghiệp thích hợp thì sẽ là nơi sinh sống của nhiều cư dân nông nghiệp. Các cư dân nông nghiệp từ đó sẽ hình thành nên các bộ máy cai trị. Trải qua các quá trình thống nhất, các bộ máy cai trị nhỏ sẽ hình thành nhà nước với quy mô lớn trong khu vực đó. Ta có thể thấy được rằng vùng đồng bằng và hạ lưu sông Hoàng Hà lớn hơn rất nhiều so với đồng bằng sông Hồng, cũng như các đồng bằng phía nam sông Dương Tử. Vùng Trung Nguyên rộng lớn và màu mỡ nhất thế giới giúp nuôi dưỡng được một lượng dân cư đông đảo và cung cấp lương thực cho các cuộc viễn chinh của các đế chế Trung Hoa. Thời Tam Quốc,
Tào Tháo chiếm được vùng đất này nên nước Ngụy đã trở thành nước mạnh nhất trong ba nước Ngụy, Thục và Ngô. Nhưng vùng đồng bằng bằng phẳng rộng lớn nên có một điểm yếu chết người, đó là khả năng phòng thủ quân sự kém. Nó dễ dàng bị thống nhất. Bất kỳ thế lực nào trở nên mạnh mẽ sẽ dễ dàng tấn công các thế lực lân bang. Ví dụ như nước Tần thời Chiến Quốc, khi trở nên mạnh mẽ hơn 6 nước còn lại, họ đã dễ dàng thực hiện công việc thống nhất Trung Hoa. Hoặc khi Ngô Tam Quế quyết định đầu hàng người Mãn và mở cửa sơn hải quan cho Đã Nhĩ Cổn, người Mãn với lực lượng kỵ binh hùng mạnh cũng đã dễ dàng đánh bại quân đội nhà Minh, lập ra triều đại Mãn Thanh ở Trung Quốc. Người Trung Hoa cũng đã nghĩ ra cách tạo ra các tòa thành trì để ngăn chặn các cuộc tấn công. Nhưng thanh cao hào sâu cũng không thể bằng được núi cao hiểm trở. Trung Nguyên là sức mạnh của văn minh Trung Hoa, đồng thời nó cũng rất khó để bị chia tách. Mà kể cả trong lịch sử, có những thời kỳ đã bị chia tách thì cũng nhanh chóng thống nhất lại dưới cai trị của một chính quyền duy nhất. Sau khi thống nhất được Trung Nguyên, các triều đại Trung Hoa bắt đầu tiến đánh các khu vực phía nam sông Dương Tử, vùng đất mà trước đó thuộc quyền kiểm soát của các dân tộc không phải là người Hoa Hạ, trong đó có các dân tộc Bách Việt. Các lãnh thổ của người Việt chính thức bị sáp nhập vào đế quốc nhà Hán từ năm 111 trước Công Nguyên, bắt đầu giai đoạn lịch sử 1000 năm Bắc thuộc đến năm 938. Mặc dù về mặt hành chính, chính trị trong suốt 1000 năm đó, lãnh thổ của Trung Hoa đã kéo dài tận về miền Bắc Việt Nam ngày nay, nhưng do địa hình phức tạp, khí hậu khác biệt và tinh thần bất khuất của dân tộc người Việt, nên các đế chế Trung Hoa vẫn rất khó để có thể kiểm soát được vùng đất phía Nam này. Vẫn có một sự khác biệt rất lớn về sinh học, ngôn ngữ học và văn hóa giữa miền Nam và miền Bắc Trung Quốc. Sự khác biệt đó dẫn đến các cuộc nổi dậy của người Việt để giành lại độc lập, với thành công năm 938 nhờ chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền. Yếu tố địa hình cũng khiến người Trung Hoa chưa bao giờ vượt qua được dãy núi Himalaya để tiến vào khu vực của người Ấn Độ cũng như các nước Tây Á. Ngoài ra, khu vực Tây Tạng trước kia cũng không thuộc quyền kiểm soát của người Trung Hoa. Tại đó đã từng tồn tại quốc gia độc lập là nhà nước Thổ Phồn. Nước này đã có lúc đạt đến sức mạnh quân sự không kém gì Trung Hoa. Phải đến thế kỷ 20, lực lượng Hồng quân của Mao Trạch Đông sau một cuộc hành quân được miêu tả là vô cùng gian khổ, thì Tây Tạng mới chính thức bị sáp nhập vào lãnh thổ của Trung Quốc. Tiệu trùng lại, Trung Hoa may mắn có một đồng bằng rộng lớn hơn rất nhiều đồng bằng sông Hồng, nơi được coi là cái nôi của nền văn minh Đại Việt. Vì thế, vùng đồng bằng đó có thể tập trung được lực lượng dân cư lớn hơn và tích trữ được lương thực lớn hơn phục vụ cho các cuộc viễn chinh. Dựa vào nguồn nhân lực vật lực đó mà Trung Hoa có thể dễ dàng tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược, còn các cụ ta thì không. Phần 2. Ngựa, xe tăng thời Trung Cổ. Chắc hẳn các bạn có người sẽ nghĩ mấy con ngựa thì có gì mà nguy hiểm. Đúng như thế, vào thời này, với sự phát triển của khoa học công nghệ quân sự, mấy con ngựa không có tác dụng gì lắm trên các chiến trường. Nó chỉ xuất hiện trong mấy trường đua ngựa, nhà hàng, các khu vực chăn thả gia súc hay trong các bộ phim của Trung Quốc. Nhưng bối cảnh thời gian tôi đang nói đến ở đây là thời xưa. Các bạn xem phim Tam Quốc chỉ cần nghe câu "Nhân trung lữ bố, mã trung xích thố" là đã thấy tầm của con ngựa nó như thế nào rồi. Người thì không thể chạy nhanh bằng ngựa, nhìn mấy anh lính chạy bộ trong phim thì thật tội nghiệp so với mấy ông tướng ngồi trên lưng ngựa. Những chiến binh trên lưng ngựa có ưu thế hơn hẳn so với những người đứng dưới khi đánh giáp lá cà. Ngày xưa, nhờ có ưu thế của ngựa và sắt thép, Francisco Pizarro González cùng 168 người đồng hành của ông đã chiến thắng trong trận Cajamarca, tàn sát hơn 20.000 người da đỏ, bắt sống được vua Atahualpa của đế chế Inca. Các triều đại hùng mạnh nhất của Trung Hoa là nhà Hán, nhà Đường và nhà Thanh cũng là nhờ sở hữu được các vùng đất thích hợp chăn thả ngựa, từ đó có một nguồn cung cấp ngựa lớn cho quân đội. Còn triều đại nhà Tống, một triều đại rất phát triển về kinh tế và kỹ thuật thủ công nghiệp, thì lại thường xuyên chịu cảnh bị lấn át bởi các quốc gia phương Bắc với lực lượng quân sự mạnh hơn hẳn như Liêu hoặc Kim. Đặc biệt là nước Kim với lực lượng kỵ binh Thiết Phù Đồ hùng mạnh của họ. Xem mấy bộ phim như Bao Thanh Thiên, Tinh Trung Nhạc Phi hay là Dương Gia Tướng, vân vân, đủ thấy ông đại Tống này khổ sở với ông Khiết Đan như thế nào. Đến cả cụ Lý Thường Kiệt nước mình cũng không dám dẫn quân đánh Ung Châu, Châu Khâm của Trung Quốc luôn. Đỉnh điểm của nỗi nhục Trung Hoa là bị kỵ binh của Đại Kim tiến tận vào kinh đô biên kinh bắt sống hai vua Tống Huy Tông và Tống Khâm Tông cùng hoàng tộc, gây ra sự kiện Tĩnh Khang chi loạn. Hậu quả của sự kiện này chắc chắn cũng chả kém mấy vụ thảm sát của quân đội Nhật gây ra trong chiến tranh thế giới thứ hai. Bạn nào xem phim Kim Dung sẽ biết hai nhân vật Quách Tĩnh và Dương Khang. Hai nhân vật này được đặt tên theo sự kiện Tĩnh Khang, còn ông Tống Huy Tông chính là ông vua đã cưng chiều đồng chí Cao Cầu làm khổ anh em Lương Sơn Bạc trong Thủy Hử. Thêm một minh chứng nữa cho sức mạnh của ngựa trong chiến tranh thời xưa, đó là đế chế Mông Cổ. Vó ngựa Mông Cổ đi đến đâu, cỏ không mọc được đến đấy. Nói đến đây, các bạn đã thấy vào thời Trung Cổ kỵ binh trên lưng ngựa có sức mạnh khủng khiếp như thế nào rồi. Và đến chiến tranh thế giới thứ nhất, ngựa mới mất dần vai trò của mình trong các cuộc chiến. Đặc biệt, ngựa ở vùng thảo nguyên của Trung Hoa dẻo dai, giỏi chịu đựng và có sức chiến đấu hơn hẳn ngựa phương Nam vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Có ngựa, các đế chế Trung Hoa dễ dàng thực hiện các cuộc hành quân đường xa.
đặc biệt là các khu vực có địa hình rộng lớn và bằng phẳng như thảo nguyên Mông Cổ hay vùng đồng bằng Trung Nguyên. Các đội quân nào có lực lượng kỵ binh hùng mạnh dễ dàng làm chủ được Trung Nguyên như nhà Tần, thiết kỵ Mông Cổ. Tuy vậy, ở các vùng có địa hình phức tạp như sông ngòi, đồi núi, ngựa không còn chiếm ưu thế tuyệt đối trên chiến trường. Quân đội Mông Cổ gặp rất nhiều khó khăn khi tấn công xuống phía Nam, và đặc biệt là đã 3 lần thất bại ở Đại Việt dưới sự lãnh đạo của vương triều nhà Trần. Khi tiến quân vào Đại Việt, ngựa không những đánh mất ưu thế mà còn gặp điều kiện khí hậu khác hoàn toàn so với khí hậu miền Bắc Trung Hoa hay vùng thảo nguyên Mông Cổ. Các binh sĩ người Hán khi tiến vào Đại Việt cũng gặp cảnh tương tự như vậy. Tôi đã từng tiếp xúc với một số người quê ở Liêu Ninh, Trung Quốc và tôi thấy rằng khí hậu mùa hè ở miền Bắc Việt Nam thật sự là một cực hình đối với họ. Ngoại trừ yếu tố về địa hình và khí hậu, có thêm yếu tố nữa khiến Trung Hoa có thể thống nhất nhưng quân đội lại rất khó tiến xuống được các vùng đất ở Đông Nam Á lục địa, đó là lương thực. Chỉ có vùng Trung Nguyên là nơi có thể cung cấp một lượng lương thực đủ lớn cho các cuộc chiến, nhưng khoảng cách từ Trung Nguyên đến nước ta khá xa, quá trình vận chuyển lương thực khí giới cũng tốn kém. Khi quân đội Mông Cổ tiến vào Đại Việt, vua Tô nhà Trần đã nhận định được vấn đề này và thực hiện chiến thuật vườn không nhà trống, cũng như tập kết đánh úp thuyền lương của địch. Quân đội Mông Cổ ở xa tới mức không có lương thực để ăn, cũng như gặp điều kiện khí hậu khác biệt nên sức mạnh đã giảm đi 80 phần. Những yếu tố về địa lý và điều kiện tự nhiên trên đã giải thích được tại sao Trung Hoa có thể thống nhất nhưng rất khó bành trướng tiếp tục xuống phía Nam, tức nước Việt Nam ngày nay. Tôi xin nhắc lại là trong bài viết này, tôi chỉ nêu ra các yếu tố khách quan về điều kiện tự nhiên, chứ tôi không phủ nhận tinh thần độc lập cũng như trí tuệ của ông cha ta. Bây giờ ta thử suy nghĩ ngược lại, liệu cha ông ta có thể tiến hành các cuộc xâm lược ngược lên phía Bắc không? Thực tế chỉ ra rằng dựa vào những yếu tố trên thôi cũng là rất khó. Khu vực đồng bằng sông Hồng không thể tích trữ được một số lượng quân đội đủ lớn, lương thực tích góp được từ vùng này cũng không đủ cho các chiến dịch kéo dài và phải vượt qua các địa hình phức tạp. Giả sử trường hợp quân đội Đại Việt tiến lên phía Bắc mà gặp phải kỵ binh phương Bắc trong địa hình bằng phẳng rộng lớn thì cũng gặp phải bất lợi. Chính vì vậy, dân tộc Việt cũng chưa bao giờ chủ động tiến đánh Trung Quốc. Cụ Lý Thường Kiệt có đánh cũng chỉ là đánh tiêu diệt sinh lực địch trước rồi nhanh chóng rút quân về nước. Các bạn nào có hiểu biết về lịch sử Trung Quốc cũng biết rằng ngoại trừ Chu Nguyên Chương thì các cuộc chiến trong lãnh thổ Trung Quốc phần thắng đều thuộc về các thế lực phương Bắc, một phần cũng là do những nguyên nhân kể trên. Phần 3. Sự thống nhất của người Hán. Ngày nay, Trung Quốc tuyên bố rằng trên lãnh thổ của mình tồn tại 56 dân tộc khác nhau. Nhưng trước kia, liệu số lượng các dân tộc trong lãnh thổ Trung Quốc có phải như vậy? Riêng người Hán ngày nay cũng có rất nhiều nhánh khác nhau. Liệu họ có cùng một nguồn gốc rồi di tản ra các vùng địa lý khác nhau hình thành các nhánh khác nhau hay không? Hay là do quá trình thống nhất các quốc gia và sau đó tiến hành đồng hóa các dân tộc khác khiến họ tự nhận mình là người Hán? Trước kia, ngoài các triều đại chính thống Trung Hoa như Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh trên lãnh thổ Trung Hoa còn tồn tại các quốc gia của các dân tộc khác như Hung Nô, Khiết Đan, Đại Kim, Thổ Phồn. Nhưng đến ngày nay người dân của các dân tộc đó đâu? Đặc biệt là người Khiết Đan, một quốc gia hùng mạnh, ngày nay đã mất tích gần như không còn một dấu vết nào. Sự thật thì cả hai quá trình người Hán di tản ra các vùng khác nhau và người Hán đi xâm lược rồi đồng hóa các dân tộc khác đều đã diễn ra. Nhưng quá trình người Hán đồng hóa các dân tộc, bản đồ các phương ngữ của Trung Quốc cho ta hiểu rõ hơn điều này. Để xác định nguồn gốc của một dân tộc, người ta thường có hai phương pháp. Một là yếu tố về gen di truyền sinh học. Hai là yếu tố về ngôn ngữ. Từ bản đồ phương ngữ này cho ta thấy các vùng khác nhau này có thể đã thuộc sự cai trị của một số dân tộc khác không phải người Hán. Sau các cuộc tấn công bành trướng của người Hán xuống phía Nam, các lãnh thổ này dần bị sáp nhập vào Trung Quốc. Người dân của các vùng này bị đồng hóa với người Hán và tự nhận mình là người Hán. Những bạn bè của tôi khi học tập và làm việc tại Trung Quốc đều nói với tôi mỗi vùng, mỗi tỉnh của Trung Quốc đều có một ngôn ngữ riêng và các ngôn ngữ đó có sự khác biệt không thể hiểu lẫn nhau. Điều đó càng minh chứng cho nhận định trên. Sự đồng hóa đã bắt đầu khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa. Ông đã tiến hành một kế hoạch mà đến ngày nay người ta vẫn còn rất lên án, đó là đốt sách chôn nho, tiêu hủy nền văn hóa của các nước bại trận. Các quốc gia khác thời chiến quốc cũng có nền văn hóa khác biệt. Kế hoạch của Tần Thủy Hoàng là tiêu diệt nền văn hóa của các nước đó, khiến cho người dân của các nước đó quên đi văn hóa, lịch sử của dân tộc mình và dần dần tự nhận mình đều là thần dân của ông. Sau triều đại của nhà Tần, các triều đại tiếp theo cũng tiến hành các kế hoạch đồng hóa tương tự đối với các dân tộc khác. Vào đầu thế kỷ 15, khi quân Minh tiến vào nước ta, họ đã tiến hành một kế hoạch đồng hóa vô cùng khủng khiếp. Nó đã được ghi lại trong Đại cáo Bình Ngô của Nguyễn Trãi. Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ. Minh Thành Tổ cũng tiến hành đốt bỏ các thư tịch, văn thư của người Việt, bắt những người Việt tài giỏi về Trung Quốc. Cũng may là dân tộc ta vẫn còn giữ nguyên được tinh thần độc lập. Những người anh hùng như Lê Lợi, Nguyễn Trãi đã đứng lên giành độc lập cho đất nước, nếu không thì ta cũng mất nước rồi. Nhìn bức ảnh này,
dễ thấy rằng khu vực Đông Nam Trung Quốc mặc dù đã được sáp nhập vào Trung Quốc cách đây hàng nghìn năm, nhưng do điều kiện địa hình và khí hậu nên các chính quyền Trung Quốc vẫn rất khó quản lý và tiến hành kế hoạch đồng hóa. Đến tận ngày nay, ở đó vẫn còn tồn tại các phương ngữ khác biệt. Thêm một minh chứng nữa cho thấy sự khác biệt giữa các tộc người mà ngày nay đều tự nhận là người Hán. Ta thấy người lính trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng có thân hình cao lớn, mắt xếch một mí. Còn người trong bức ảnh còn lại là tượng một người đàn ông miền Nam Trung Quốc ngày nay với ngoại hình thấp nhỏ, mắt hai mí và xăm mình giống người Việt cổ. Các cụ nhà ta trước kia có tục ăn trầu, nhuộm răng đen và xăm mình. Vậy nguyên do tại sao các chính quyền Trung ương Trung Hoa phải thực hiện những chiến lược đồng hóa trên? Khi quản lý một lãnh thổ rộng lớn với số lượng người dân lớn như vậy sẽ nảy sinh những vấn đề rất phức tạp về sắc tộc. Ngày nay, chúng ta vẫn nghe thấy những cuộc chiến tranh do mâu thuẫn về sắc tộc và tôn giáo. Ví dụ như trường hợp người Do Thái trong Thế chiến thứ 2, xung đột giữa người Do Thái và người Ả Rập, xung đột giữa người Hồi giáo dòng Sunni và Hồi giáo dòng Shia. Thì trong lãnh thổ Trung Quốc cũng vậy, nó đã và đang xảy ra các cuộc xung đột như thế, như ở các khu vực Tây Tạng và khu tự trị người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Vậy thì làm sao để những nhà cầm quyền Trung Hoa tránh được việc một nhóm người không cùng sắc tộc cảm thấy mình là giai cấp bị trị, cảm thấy mình bị áp bức và quyết định đứng lên đòi ly khai và giành độc lập? Câu trả lời các bạn vừa nghe rồi đấy. Đồng hóa các dân tộc khác thật sự là một kế hoạch rất thông minh. Ngày nay, phần lớn người dân Trung Quốc đều tự nhận mình là người Hán, hậu duệ của các dân tộc khác đã không còn biết đến nguồn gốc của mình. Và rồi khi tất cả những người dân đều chung một nền văn hóa, chung một lịch sử, chung những niềm tin tôn giáo và tín ngưỡng, tuân theo tư tưởng nho giáo về trung nhân ái quốc và những quy tắc làm người quân tử của Khổng Tử, thì những mâu thuẫn về sắc tộc sẽ không còn xảy ra nữa. Những nhà nước trung ương Trung Quốc sẽ không còn phải lo lắng về các cuộc nội chiến do sắc tộc mà có thể tiếp tục mở rộng lãnh thổ, tiếp tục kế hoạch đồng hóa của mình. Ở đây, Spider Room xin phép được đính chính một thông tin sau. Theo nghiên cứu của chúng mình, thì thực chất Trung Quốc chưa bao giờ thống nhất về tư tưởng hay tôn giáo. Trên lý thuyết, từ nhà Hán trở đi đều coi nho giáo độc tôn, nhưng thực tế các triều đại đều cai trị bằng pháp gia. Nho giáo chỉ là tư tưởng đính kèm để trị quốc thêm hiệu quả. Ngoài ra, Phật giáo và đạo giáo tại Trung Quốc cũng rất phát triển, tuy tầm ảnh hưởng không bằng nho giáo. Nhưng dĩ nhiên, như thế vẫn không thể nói là Trung Quốc chung niềm tôn giáo và tín ngưỡng. Nho giáo của các triều đại Trung Quốc cũng không hoàn toàn là nguyên bản của Khổng Tử, mà nghiêng về nho của Mạnh Tử, về sau có thêm Tống Nho thời Tống. Nội chiến Trung Quốc xảy ra trước giờ đại khái do tham vọng và xung đột lợi ích, chứ không hẳn là do sắc tộc. Rút gọn lại, trên lãnh thổ Trung Quốc ngày nay đã từng là nơi phát sinh của không chỉ một mà của nhiều nền văn minh. Qua các cuộc xâm chiếm lãnh thổ, nó thống nhất và dần dần mở rộng cho đến ngày nay. Người Hán trong thời kỳ khoảng thế kỷ thứ 2, thứ 3 trước Công Nguyên là những dân tộc vùng Trung Nguyên đã lập nên những triều đại nhà Tần hay nhà Hán. Còn người nhà Hán ngày nay là tập hợp của nhiều dân tộc khác nhau đã bị đồng hóa trong quá trình xâm lấn lãnh thổ của các triều đại Trung Hoa. Lời kết. Ngày nay, với sự phát triển của khoa học công nghệ thông tin, những yếu tố đã là lợi thế cho các cuộc xâm lược bành trướng của Trung Hoa đã không còn nữa. Yếu tố quan trọng nhất trong thời điểm hiện tại chính là yếu tố con người. Nhìn qua Israel nhỏ bé nằm giữa thế giới Ả Rập bao la mà vẫn có thể phát triển được hùng mạnh, ta mới thấy sức mạnh trí tuệ của con người mới lớn lao chừng nào. Nếu dân tộc Việt Nam đoàn kết đồng lòng, chăm học chăm làm, quyết tâm vươn lên, thì chẳng có lo gì về tương lai đất nước cả, bởi nước ta có lợi thế về địa lý và tài nguyên hơn hẳn Israel. Lịch sử Trung Quốc là 5.000 năm, còn lịch sử châu Âu là 4.000 năm. Tuy nhiên, những khám phá khoa học, kỹ thuật nảy sinh ở phương Tây lại đều vượt trội hơn so với Trung Quốc. Và cho tới ngày hôm nay, mặc dù Trung Quốc đã có sự phát triển vượt bậc về kinh tế, khoa học và kỹ thuật, thế nhưng hầu hết giải Nobel, huy chương Fields lại đều được trao tay cho người phương Tây. Và mình tin rằng trong tương lai, phương Tây vẫn sẽ là cái nôi của khoa học kỹ thuật. Đó là niềm tin của tác giả Mạnh TB229, thứ sắp sửa được lý giải dựa trên các yếu tố như là văn hóa, chính trị, lịch sử, địa lý và con người. Có 3 nguyên nhân chính được tác giả Mạnh TB229 phân tích, đó là văn hóa, chính trị và con người. Đầu tiên là khía cạnh văn hóa. Nho giáo và Hindu giáo phân chia xã hội theo giai cấp. Trong nho giáo, tầng lớp dưới phải phục tùng tầng lớp trên, từ đó kìm hãm sự tự do cá nhân. Con phải nghe lời cha mẹ, vợ phải nghe lời chồng, không được cãi lại, bề tôi phải chung với vua. Tất cả từ nghe lời đó vô hình chung triệt tiêu tính sáng tạo và tính tò mò. Hindu giáo còn cực đoan hơn, bạn sinh ra ở giai cấp nào thì sẽ mãi mãi ở giai cấp đó cho đến chết, mãi không ngóc đầu lên được. Phật giáo lại có tư tưởng an phận, không tham, sân, si, hãy hài lòng với những gì mình đang có, và những tư tưởng này vẫn được tuyên truyền cho tới ngày hôm nay. Tuy nhiên, ở châu Âu cũng không khá hơn, giáo lý và các định chế Kitô giáo
cũng cản trở sự phát triển của khoa học không kém gì. Các tòa án dị giáo, các cuộc săn lùng phù thủy được dựng lên. Ví dụ là Galileo đã bị tòa án dị giáo kết tội và bị giam cho tới khi chết. Tuy nhiên, tại châu Âu vẫn có sự tự do cá nhân nhất định. Người ta tin rằng thế giới có trật tự do Thượng Đế tạo ra. Người ta tuyên bố nghiên cứu khoa học chỉ để khám phá sự sáng tạo của Đấng Thượng Đế. Đó là vì sao trong thời kỳ đêm trường của Trung cổ châu Âu, chúng ta vẫn thấy có những phát minh khoa học được ra đời. Các cuộc thập tự chinh của giáo hoàng nhằm phục hồi sự kiểm soát của công giáo ở Trung Đông cũng là nguyên nhân gián tiếp dẫn tới sự phục hưng của khoa học châu Âu. Khi các đội quân thập tự tiến về Trung Đông, họ đã thảm sát những người không theo công giáo, những người bị coi là dị giáo. Nhưng vì sao nó lại liên quan tới sự phục hưng của văn minh ở châu Âu? Đó là vì ở thế kỷ thứ 6, khi Mohammed sáng tạo ra đạo Hồi, tới thế kỷ thứ 7 và thứ 8, người Ả Rập Hồi giáo đã chiếm hết toàn bộ Trung Đông và đem quân đi phổ cập đạo Hồi khắp thế giới. Khi họ tới Maroc, họ đi thuyền sang Tây Ban Nha và chiếm được đất nước Tây Ban Nha. Họ đã đồng hóa Tây Ban Nha trở thành người Hồi giáo. Nên đó là lý do vì sao người Tây Ban Nha hiện nay gần như là con nết của người Ả Rập hiện tại. Họ tiếp tục tấn công nước Pháp và nước Đức. Từ khi tấn công tới Đức thì bại trận. Nếu không có người Đức ngăn chặn người Ả Rập thì có lẽ bây giờ cả châu Âu đều bị cải tổ sang Hồi giáo rồi. Và đó cũng là nguyên nhân vì sao cho tới hiện nay châu Âu vẫn có rất nhiều người theo đạo Hồi, đặc biệt là ở Tây Ban Nha. Khi người Ả Rập xâm lược châu Âu mà vào lúc đó văn minh Hy Lạp đang phát triển, họ đã đem tất cả những tri thức của người châu Âu sao chép sang tiếng Ả Rập và mang về nước, sau đó phá hủy sách của người châu Âu đi. Cho tới khi cuộc thập tự chinh của người Công giáo đi qua các nước Ả Rập này, họ mới nhận ra rằng toàn bộ nền văn minh của người Hy Lạp bị người La Mã phá hủy nằm ở các quốc gia Ả Rập này. Họ mới mang về châu Âu và phục hồi lại văn minh Hy Lạp. Cho nên sự kiện này đã làm cơ sở cho thời đại phục hưng sau này. Phục hưng là gì? Là phục hồi lại thành tựu của văn minh Hy Lạp sau thời kỳ đêm trường Trung cổ đen tối. Vậy nên Kitô giáo vừa kìm hãm sự phát triển của khoa học nhưng cũng vô tình giúp khoa học châu Âu phát triển. Tần Thủy Hoàng, vị vua vĩ đại nhất lịch sử Trung Quốc, đã thống nhất và đồng hóa các dân tộc Trung Quốc từ rất sớm. Trung Quốc có sự thống nhất về lâu dài cũng là do Tần Thủy Hoàng. Có thể nói, Trung Quốc là quốc gia có nền chính trị tập quyền lâu đời nhất. Tuy nhiên, ở châu Âu nó lại khác. Nền văn minh Hy Lạp là nền văn minh thành bang, không có sự thống nhất. Quyền lực được phân chia cho các thành bang. Các thành bang lại có chế độ chính trị khác nhau. Athens theo Cộng hòa Dân chủ, Sparta theo chế độ quân chủ tập quyền. Các thành bang phải vươn lên, nếu không sẽ bị tiêu diệt. Sự cạnh tranh đó làm động lực cho sự phát triển. Các triết gia như Aristotle, Socrates, Plato, các nhà khoa học như Pythagoras, Archimedes, Thales, Euclid, Hippocrates, các nhà sử học như Herodotus cũng ra đời trong thời kỳ này. Còn ở Trung Đông, Trung Quốc là đầu tàu của sự phát triển. Hầu như chẳng có quốc gia nào có thể cạnh tranh được với Trung Quốc. Vì vậy, khi Trung Quốc phát triển, các quốc gia chư hầu cũng phát triển. Khi Trung Quốc suy thoái, các quốc gia chư hầu cũng suy thoái theo. Không phải người Á Đông chúng ta kém thông minh hơn người phương Tây. Một số quốc gia Đông Á còn có chỉ số IQ thuộc top đầu thế giới. Bằng chứng trong các cuộc thi khoa học kỹ thuật, các quốc gia như là Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam đã thống trị. Hay trong các trường đại học của Mỹ, các học sinh Đông Á có thành tích vượt trội so với các chủng tộc còn lại. Tuy nhiên, trong các giải Nobel thì người Đông Á kém hơn hẳn. Điều này được lý giải bởi trong gen người Đông Á có tính tò mò ít hơn trong gen người phương Tây. Cụ thể hơn, sự đa dạng trong các thành tựu khoa học được quyết định bởi sự ham học hỏi nằm trong gen thụ thể dopamine DRD4 7 lần lặp lại. Tính ổn định tinh thần nằm ở tính đa hình của chất vận chuyển serotonin có allele thể dài 5-HTT-LPR và chủ nghĩa cá nhân nằm trong gen thụ thể mu opioid và allele OPR M1G. Người Đông Á thường có xu hướng ít phát triển những đặc điểm trên, những yếu tố mà chúng quyết định sự thành công vượt bậc. Vì những đặc điểm này tạo nên một kết cấu chặt chẽ, ta quy định chỉ số Q là một loại chỉ số đo đạc tính tò mò từ những tần suất xuất hiện của nó trên gen toàn bộ dân số thế giới. Nghiên cứu chỉ ra rằng cả điểm IQ và chỉ số Q đóng góp rất lớn vào số giải Nobel trên đầu người. Nhìn vào các cuộc phát kiến địa lý từ rất sớm của người phương Tây, có thể nói họ rất tò mò về thế giới bên ngoài. Để có thể trở thành một nhà khoa học thành công, một người phải có hứng thú với những thứ mới lạ, điều mà cần đến trí thông minh, ham học hỏi. Thể loại vận dụng não bộ như thế này không được yêu cầu ở học sinh khi mà lý thuyết và những thông tin liên quan đều đã được trình bày trong sách. Kiến thức thuộc lòng không cần thiết cho việc một người trở thành nhà khoa học đại tài. Có những khía cạnh học hỏi điều mới mẻ là con đường dẫn đến sự mở rộng hay thay thế những kiểu tư duy lối mòn cũ kỹ. Theo nghiên cứu của nhà tâm lý học Dean Simonton vào các năm 1988 và 2009, chắc chắn một điều, những học giả toàn tâm, toàn ý theo những kỷ luật của riêng họ và những nhà khoa học sáng tạo nhất là những người hướng ngoại. Người ta thường nói, người Trung Quốc có thể làm tốt được mọi thứ, trừ việc sáng tạo.
Để nói về trình độ copy, không quốc gia nào có thể làm tốt hơn người Trung Quốc, nhưng mà sáng tạo thì lại chịu thua. Nhà tâm lý học xã hội Gerd Hofstede tuyên bố vào năm 2002 rằng chủ nghĩa cá nhân được định nghĩa như một tính cách quan tâm chủ yếu đến bản thân. Bên cạnh đó, nhà tâm lý học Hans Engsank vào năm 1995 tuyên bố bản thân cố chấp quyết định nên cân nhắc cái gì và thay đổi một mực thứ gì trong đời. Điều đó dẫn đến tình trạng mâu thuẫn của những nhà khoa học này với những nhà nghiên cứu khác. Những người yêu bản thân thường chủ động tìm kiếm các mối quan hệ xã hội như bạn bè, bạn đời ở một mức độ chừng mực mà không mang tính ràng buộc. Người châu Âu ghi điểm cao về tính cách này và khoa học cũng cần những bộ óc như vậy. Như vậy, theo tác giả Mạnh TB229, để một quốc gia có thể sản sinh ra nhiều thế hệ Einstein, Newton hay nói cách khác là có thể tạo ra một quốc gia phát triển về khoa học kỹ thuật, chúng ta cần thứ nhất là bài trừ các quan điểm tôn giáo nhằm kìm hãm sự phát triển, các tư tưởng danh phận an phận. Thứ hai, cần bài trừ giáo dục học thuộc lòng, thay thế bằng cách khơi dậy sự tò mò, tư duy sáng tạo của mỗi học sinh. Và thứ ba, cần thúc đẩy chủ nghĩa cá nhân, tự do cá nhân trong tư tưởng của xã hội. Sau khi bài viết được lên sóng, có khá nhiều ý kiến cả đồng tình lẫn phản biện được thu về từ cộng đồng nhà nhện. Trong đó, phe ủng hộ, một số ý kiến đồng tình rằng Trung Quốc đã quá tập trung vào văn hóa, tôn giáo mà thờ ơ các bộ môn khoa học để rồi bị chậm trên con đường đua với người phương Tây. Tuy nhiên, số lượng ý kiến phản đối cũng không hề ít ỏi, với các luận điểm như rằng Trung Quốc đã làm rất tốt việc cân bằng giữa giá trị vật chất và giá trị tinh thần, đã có thể tạo ra của cải và hưởng thụ rất tốt trong nội địa, nên không cần có nhu cầu đi tìm tân thế giới mạnh mẽ như châu Âu. Ngoài ra, cũng không hiếm các ý kiến trung lập tập trung vào việc cả Trung Quốc lẫn châu Âu đều có những thời thế lên xuống khác nhau về khoa học, kỹ thuật trong lịch sử, chứ bức tranh toàn cảnh không có chênh lệch một trời một vực như này. Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với bài viết Tại sao Nga gọi Trung Quốc là khiết đan, còn Myanmar gọi Trung Quốc là đột quyết của tác giả Phạm Đăng. Mình là Quỳnh Anh, sau đây chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Trong lịch sử địa cầu này, khiết đan hay Khitan là một trong những dân tộc đã bị xóa tên. Trước đây, họ đã từng lập nên nước Liêu ở đông bắc Trung Quốc, tranh hùng với nhà Tống trong suốt một thời gian dài. Tuy nhiên, lịch sử ghi chép lại, sau khi người Nữ Chân nổi dậy, lật đổ nước Chiêu và lập ra nhà Kim thay thế, thì người khiết đan đã bị tiêu diệt trên quy mô lớn. Một bộ phận nhỏ hậu duệ khiết đan thì bồng bế nhau sang Trung Á, lập nên nhà Tây Liêu, tồn tại thêm một thời gian nữa thì hòa nhập vào các sắc dân Trung Á. Đó được coi là những ghi chép cuối cùng về dân tộc khiết đan này. Nước và người khiết đan coi như biến mất khỏi lịch sử trái đất. Tuy nhiên, đấy là ở trái đất. Ở một vũ trụ song song khác mà chúng ta hay gọi là hành tinh Nga, cư dân ở đó vẫn thấy quốc gia khiết đan trên bản đồ. Quốc gia khiết đan ở trên hành tinh Nga tương đương trong thế giới chúng ta là một quốc gia tên là Trung Quốc, Tung Của, Trị Na hay Tàu Khựa. Thôi, giờ ban đầu nghiêm túc, tại sao Nga và một số nước khác gọi Trung Quốc là khiết đan, một quốc gia đã biến mất? Câu trả lời thẳng thường trực tiếp thì đó là minh chứng rõ nhất cho ý kiến, khi cái sai lặp lại đủ nhiều thì nó sẽ trở thành cái đúng. Việc Nga gọi Trung Quốc bằng một cái tên không còn tồn tại, thực chất là do một sai lầm vào thời kỳ mà hiểu biết về phương Đông ở phương Tây vẫn còn phủ một bóng đen. Những quan niệm sai lầm tồn tại trong nhiều thế kỷ mà không thay đổi đã trở thành điều được chấp nhận đến hiện nay. Đầu tiên, quay lại một chút về lịch sử người khiết đan trước khi biến mất. Năm 1125, vua cuối cùng của Liêu là Liêu Thiên Tộ bị quân Kim bắt. Nhà Liêu chính thức diệt vong. Tuy nhiên, một đại thần nhà Liêu đã khắc tên là Gia Luật Đại Thạch đã kịp mang khoảng 10 vạn quân dân Liêu, những người không cam chịu bức hại dưới tay quân Kim, đã liều mạng băng qua sa mạc Gobi để đi sang phía Tây. Đến vùng Trung Á thuộc nước Kyrgyzstan ngày nay, quân Liêu đã lấn chiếm đất và đánh nhau dữ dội với quân của các Hãn quốc ở đây, mà lớn nhất là đế quốc Seljuk. Năm 1141, quân Liêu đánh thắng quân Seljuk ở một trận lớn tại Khoát Hoan, chiếm giữ một vùng rộng lớn ở Trung Á. Từ đó, Gia Luật Đại Thạch lập ra nhà Tây Liêu. Sử Trung Hoa gọi Gia Luật Đại Thạch là Liêu Đức Tông và xếp Tây Liêu là một trong những triều đại được công nhận của Trung Hoa với tư cách kế thừa nhà Liêu sau năm 1125. Tóm lại, toàn bộ việc nói ở trên để lý giải cho việc các nước Trung Á hiện tại gọi Trung Quốc là Khitai, nghĩa là khiết đan. Việc hậu duệ quân Liêu chiếm lược Trung Á vào đầu thế kỷ 12 có thể coi là một trong những lần lớn nhất đến lúc đó người Trung Á phải đối đầu với một kẻ thù lớn như vậy tới từ phía Đông. Trước đó, dù việc giao thương với phương Đông trên con đường tơ lụa đã có từ lâu, nhưng người Trung Á gần như chưa bao giờ biết rõ quốc gia nằm bên kia dãy Thiên Sơn thực sự là gì. Ngược lại, thì người Arab biết khá rõ do đã di chuyển trên Ấn Độ Dương tới Trung Hoa từ lâu.
Chính vì vậy, khi bị một kẻ thù lớn từ phía đông xâm lược đầu thế kỷ 12, người Trung Á đã coi những người xâm lược Khiết Đan đó chính là quốc gia lớn ở phương Đông hay nói tới. Nói cách khác, người Trung Á tưởng nhầm người Khiết Đan là Trung Quốc, dù thực tế họ chỉ là một dân tộc ở Đông Bắc Trung Hoa. Vậy điều này có ảnh hưởng gì tới phương Tây? Nên nhớ rằng, những hình dung đầy đủ đầu tiên của phương Tây về phương Đông chỉ thực sự có sau những chuyến đi của Marco Polo vào thế kỷ 13. Vấn đề ở đây là Marco Polo đã đi từ Ba Tư, tức là từ cảng Hormuz đến Trung Quốc, lúc đó có lẽ là thời nhà Nguyên, bằng đường bộ, đi qua Trung Á. Dễ hiểu, nếu Marco Polo nghe lại lời kể của người dân Trung Á về một quốc gia phía đông mà họ gọi là Khiết Đan. Hãy chú ý rằng, vào thế kỷ 13, nhà Tây Liêu đã bị Mông Cổ tiêu diệt từ lâu và người Khiết Đan đã không còn tồn tại. Nhưng cái tên Khiết Đan vẫn tồn tại trong ký ức của người dân Trung Á, khiến họ nhầm tưởng rằng Khiết Đan đó chính là Trung Quốc. Chính vì vậy mà trong ghi chép của mình, Marco Polo đã gọi Trung Quốc là Cathay, cách viết Latin của người Khiết Đan. Mặc dù vậy, với việc đã đi xa hơn tới tận đất Trung Hoa, Marco Polo cũng đủ để hiểu ra rằng Cathay không phải là tất cả Trung Quốc. Nó chỉ đúng với một phần phía Bắc Trung Quốc, mà theo mô tả của người Trung Á là các đội quân du mục thống trị, trước đó là Liêu, Kim và hiện tại là Mông Cổ. Vùng phía Nam Trung Hoa với những sắc dân khác biệt và có nhiều sản vật giống như mô tả xa xưa ở phương Tây, có vẻ như được gọi bằng cái tên khác. Người Ấn Độ và Đông Nam Á gọi Trung Quốc là China. Sau khi tổng hợp lại, có vẻ Marco Polo đã mang về phương Tây ý tưởng rằng có hai nước Trung Hoa, phía Bắc là Cathay và phía Nam là China. Dĩ nhiên, Marco Polo không thể giải đáp toàn bộ vào thời kỳ ông sống, nhưng những hình dung về phương Đông mà Marco Polo mang lại đã thôi thúc người châu Âu sau này lên thuyền đi về phương Đông, giải đáp bí ẩn về quốc gia Cathay hay China đó. Dĩ nhiên, cũng là để kiếm thêm châu báu. Và đến thời sau này, khi các chuyến viễn dương diễn ra dồn dập, cuối cùng người châu Âu đã tìm ra bí ẩn đằng sau cái tên của Trung Quốc. Rốt cuộc, chỉ có một nước Trung Hoa, chỉ có điều vào khoảng thế kỷ 12, nó bị phân liệt giữa nhà Tống với các nước du mục Liêu, Hạ, Kim, Mông Cổ, vân vân. Còn đến lúc này, Trung Hoa đã được nhà Minh thống nhất và do vậy chỉ có một nước Trung Quốc, người phương Tây quyết định gọi nước đó là China hay China ngày nay. Còn quốc gia Cathay mà Marco Polo chép thực chất là một quốc gia du mục ở Đông Bắc Trung Quốc đã bị diệt vong từ lâu, nhưng do đã xâm lược Trung Á nên khiến người dân ở đây lầm tưởng là Trung Quốc. Nhưng phương Tây nói tới trong các cuộc hải trình thực ra chỉ là các nước Tây Âu mạnh về hàng hải. Phần còn lại của châu Âu không đâu khác chính là nước Nga và một vài nước Đông Âu trong ảnh hưởng của họ. Cho đến tận thế kỷ 18, vẫn không phải là những nước có thế mạnh hàng hải cho những cuộc viễn dương. Do vậy, khi Nga mở rộng về phía đông để đi sang châu Á vào thế kỷ 18, họ đi lại trên con đường cũ mà Marco Polo đã đi, tức là qua Siberia và Trung Á. Và dĩ nhiên, chắc ai cũng đoán được lý do rồi. Người Nga lại nghe người Trung Á kể về nước Khiết Đan ở phía đông đã từng xâm lược họ. Người Nga đi tiếp về phía đông, tìm thấy Trung Quốc, nhưng lại tưởng nó là Khiết Đan mà người Trung Á kể. Dù sao thì cái tên cũng không quan trọng. Bằng việc khai thác cái bánh ngọt Trung Quốc này, nên người Nga cứ gọi Trung Quốc là Khiết Đan, trong tiếng Nga là Kitai. Đó là lý do tại sao ngày nay, đa phần thế giới gọi Trung Quốc là China. Nhưng Nga, một số nước Đông Âu và Trung Á vẫn gọi Trung Quốc là Kitai, nghĩa là Khiết Đan. Tiếp tục chuyện về cái tên Trung Hoa, tại sao Miến Điện, Myanmar gọi Trung Quốc là Đột Quyết? Như ở trên đã giải thích hai cách gọi tên của Trung Quốc phổ biến trên thế giới. Phương Tây, Ấn Độ và Đông Nam Á gọi Trung Quốc bằng tên triều đại Tần thời cổ đại của họ, ngày nay biến âm thành China. Trong khi Trung Á, do bị lầm tưởng bởi các cuộc xâm lược Trung Á vào thế kỷ 12 của người Khiết Đan, nên đã gọi Trung Quốc bằng cái tên Khiết Đan này, sau dẫn đến Nga và Đông Âu cũng gọi theo. Tuy nhiên, cái sự nhầm đó của Trung Á vẫn chưa là gì so với Miến Điện, người ở đây gọi Trung Quốc gần như Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng như đã nói ở bài trước, đây là minh chứng cho câu khi sai lặp đủ nhiều thì nó được chấp nhận thành đúng. Trong Miến Điện thời trước, người Trung Quốc được ghi là Tarut, Turut hoặc Tarup trong tiếng Latin. Người ta giải thích, từ này được viết từ thuật ngữ Turk. Chỉ các dân tộc Thổ ở Tây và Trung Á ngày nay, nhưng trong lịch sử Trung Hoa cũng gọi là Đột Quyết. Vậy tại sao lại có sự kỳ lạ này? Càng đáng ngạc nhiên hơn nữa nếu biết rằng Trung Hoa và Miến Điện lẽ ra có mối liên hệ thân mật hơn so với các nước khác. Thậm chí nhiều người Trung Hoa nhận rằng họ và Miến Điện là anh em cùng cha cùng mẹ. Thực tế thì câu nói đó không phải không có cơ sở, vì Trung Quốc và Miến Điện
là hai quốc gia duy nhất mà ngôn ngữ chủ yếu thuộc hệ Hán Tạng. Vậy vấn đề ở đây là gì? Được cho là địa hình cách trở, hai phía đông tây của miến điện giáp Trung Quốc và Ấn Độ đều là núi cao chót vót, bao bọc quốc gia này ở giữa. Bất chấp việc nằm cạnh nhau và gần gũi về dân tộc, nhưng biên giới Trung Miến trong lịch sử luôn được coi là tù đạo với bất kỳ ai muốn đi qua. Với núi cao, vực sâu, sông dữ, rừng thiêng nước độc, linh tinh, đó là lý do tại sao trong hơn 13 thế kỷ, Miến Điện không hứng chịu bất cứ một cuộc xâm lăng nào từ Trung Hoa. Trên thực tế, thì tỉnh Vân Nam của Trung Quốc giáp với Miến Điện cũng không phải lúc nào cũng do các triều đại chính thống Trung Hoa kiểm soát. Những quốc gia nhỏ như Nam Chiếu, Đại Lý, v.v. mới thực sự kiểm soát khu vực này. Phải đến khi Mông Cổ chinh phục Trung Hoa và lập ra nhà Nguyên, Miến Điện mới phải đối mặt với cuộc xâm lăng đầu tiên đến từ Trung Hoa. Và chính cuộc xâm lăng này cũng là sự kiện hình thành nên cái tên Trung Hoa trong tiếng Miến Điện. Số là năm 1277, sau khi diệt nhà Nam Tống, Hốt Tất Liệt của nhà Nguyên cho lập tỉnh Vân Nam lần đầu tiên trong lịch sử. Sau đó, nhà Nguyên có ý nhòm ngó Miến Điện ở phía Nam. Vì vậy, từ năm đó, quân Nguyên cho giáo giết chuẩn bị binh lực để chinh phạt Miến Điện. Nhà du hành huyền thoại Marco Polo trên đường đến xứ Pagan, Miến Điện, ngày nay cũng đã ghi chép về sự chuẩn bị này của quân Nguyên. Quả nhiên, cuối năm 1277, quân Nguyên và Miến Điện đã đụng độ nhau ở biên giới. Sử nhà Nguyên và ghi chép của Marco Polo đã ghi nhận rằng quân Miến Điện thua trận, nhưng sử Miến Điện lại không chép về thời kỳ này. Trong những năm tiếp theo, từ 1278 tới 1283, hai bên liên tục đụng độ ở biên giới. Cho đến năm 1283, nhà Nguyên quyết định tiến hành một cuộc xâm lăng thực sự vào Miến Điện. Tuy nhiên, điều quan trọng chủ yếu muốn nói tới trong bài này là lực lượng quân Nguyên tham gia xâm lăng Miến Điện. Quân Nguyên tham chiến ở đây chỉ có một số ít là người Mông Cổ. Hốt Tất Liệt lúc đó định dành lực lượng Mông Cổ cho các chiến trường khó khăn hơn, và do đó, lực lượng viễn chinh Miến Điện đã dùng chủ yếu là các lực lượng chư hầu từ Trung Á. Đúng, là từ Trung Á. Đầu tiên, triều đình Nguyên bổ nhiệm một tù binh từ đế quốc Khwarezmia, tướng Nasraddin, làm tỉnh trưởng của Vân Nam. Nếu có sự liên hệ thú vị nào thì xin thưa, Nasraddin chính là cha đẻ của viên tướng Ô Mã Nhi đã xâm lược Đại Việt ta hai lần. Ô Mã Nhi họ là Omar, không rõ tên, có nghĩa là đạo quân Nguyên xâm lược Đại Việt có lực lượng Trung Á ở trong đó. Trong lịch sử tỉnh Vân Nam, việc bổ nhiệm một người Hồi giáo làm tỉnh trưởng vào thế kỷ 13 là một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của Hồi giáo tại khu vực Tây Nam Trung Quốc. Nhưng đến thời Thanh thì dân Hồi giáo Vân Nam đã bị đàn áp quy mô lớn tới gần như diệt vong. Tiếp đó, nhà Nguyên cho một vạn quân từ Tứ Xuyên đến Miến Điện. Lực lượng này chỉ là thứ yếu. Đội quân tiên phong là lực lượng kỵ binh khoảng 14.000 quân từ đế quốc Khwarezmia đã thần phục nhà Nguyên. Thêm vào đó là các cung thủ từ nhiều nơi như Mông Cổ, Ba Tư, Trung Á, v.v. Tổng cộng tạo thành một lực lượng hỗn hợp nhiều thành phần, quân số khoảng 3 vạn, xâm lăng Miến Điện vào năm 1283. Lịch sử gọi đây là cuộc xâm lược đầu tiên của nhà Nguyên và Miến Điện. Trong cuộc xâm lược này, lực lượng hỗn hợp của nhà Nguyên mà tiên phong là đội quân từ Trung Á đã gây thiệt hại nặng nề cho quân Miến Điện, chiếm lấy khu vực miền Bắc nước này. Quân Nguyên sau đó ngỏ ý rằng họ không muốn tiến sâu vào vương quốc Pagan ở đồng bằng, mà chỉ giữ vùng đồi núi phía Bắc. Mặc dù vậy, cuộc xâm lăng của quân Nguyên cũng khiến Pagan rơi vào hỗn loạn và suy yếu trầm trọng. Đó là lần đầu tiên người Miến Điện phải đối đầu với họa xâm lăng lớn như vậy từ phía Trung Hoa, trở thành ký ức lịch sử. Nhưng do lực lượng của cuộc xâm lăng năm đó, mà chủ yếu là người Turk ở Đông Á, người Miến Điện cũng như người Trung Á trước kia tưởng rằng người Turk chính là người Trung Hoa. Vì vậy, từ thế kỷ 13 trong các tư liệu, người Miến Điện đã bắt đầu gọi Trung Quốc là Tarab, thuật ngữ chỉ các dân tộc Turk ở Trung Á. Đến tận thế kỷ 19, người Anh mới đổi thuật ngữ này thành Tayok, để chỉ người Trung Hoa trong tiếng Miến hiện đại. Đây là một từ hoàn toàn vô nghĩa chưa được sử dụng, nên được tận dụng để chỉ người Trung Hoa. Sau thời kỳ đó, Miến Điện chỉ phải đối mặt với thêm một cuộc xâm lăng của quân Nguyên mà họ đã đánh bại, mà phải đến thời Thanh mới lại phải đối đầu với cuộc xâm lược tiếp theo và họ đã tiếp tục thắng. Có những lần chiến tranh lẻ tẻ vào thế kỷ 15 và 17 ở bên dưới Trung Miến, nhưng là với các bộ tộc miền Bắc Miến Điện, không đáng kể. Nói tóm lại, trong suốt lịch sử, Miến Điện bị Trung Quốc thực sự xâm lăng 3 lần, nhưng chưa lần nào bị người Trung Hoa gốc tấn công. Từ ký ức lần đầu tiên bị xâm lăng bởi các quân đoàn Trung Á đã hình thành trong tiềm thức của người Miến Điện rằng người Turk Trung Á chính là người Trung Quốc. Ý thức đó tồn tại lâu dài và không bị thay đổi. Do vẫn không bị người Trung Hoa thực sự tấn công, nên đã trở nên phổ biến và được chấp nhận rộng rãi ở Miến Điện sau này. Đến ngày nay,
Myanmar vẫn một mình gọi Trung Quốc với cái tên Turk, không đụng hàng với bất kỳ nước nào. Nhắc đến phương Đông, hẳn những người đến từ phương Tây sẽ nghĩ ngay tới Trung Quốc, quốc gia Á Đông với bề dày lịch sử và văn hóa. Trung Quốc đại lục không chỉ gây hứng thú với người phương Tây bởi muôn hình vạn trạng điều kỳ thú. Từ các địa danh gắn liền với kỷ lục như Vạn Lý Trường Thành dài hơn 5.000 dặm, tới các hủ tục mang rợ như đám cưới ma, minh hôn. Mà Trung Quốc còn gây tò mò khi chọn phát triển hàng loạt mạng xã hội nội địa, từ chối hòa mạng cuộc chơi quốc tế với các ông lớn như Facebook, Google, YouTube. Và đối với phương Tây, Trung Quốc còn vừa đáng nể vừa đáng dè chừng khi chỉ trong vòng khoảng 45 năm đã từ một quốc gia nghèo đói, lạc hậu trở thành siêu cường kinh tế số 2 thế giới. Chính những điều vừa độc đáo vừa dễ nể của Trung Quốc đã khiến cho bất cứ người phương Tây nào cũng phải thắc mắc họ là ai và điều gì đã xảy ra để người Trung Quốc có thể tạo ra hay đạt được những thành tựu đặc biệt như vậy? Con người của Trung Quốc, họ có thể khác biệt như thế nào so với con người phương Tây? Hay cụ thể hơn, văn hóa Trung Quốc và văn hóa phương Tây đã có những khác biệt chủ yếu như thế nào? Trong bài dịch, những khác biệt chủ yếu giữa văn hóa Trung Quốc và văn hóa phương Tây là gì? Đăng tải trên website của Spyroom, tác giả Kate Nguyễn đã chuyển ngữ câu trả lời được hơn 22.500 lượt upvotes của người dùng Da Huyên Kim trên mạng xã hội hỏi đáp Quora cho câu hỏi trên. Và trong video lần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu góc nhìn của một người từng sinh sống ở cả Trung Quốc và phương Tây về vấn đề này nhé. Tới nay, tôi đã có khoảng 4 năm sinh sống ở Trung Quốc và hơn 14 năm ở Mỹ. Tôi nghĩ tôi có đủ trải nghiệm để phân tích rõ hơn về vấn đề này. Và vì tôi không phải người Trung Quốc, cũng chẳng phải người phương Tây, nên các bạn có thể tin tưởng rằng tôi sẽ không tô hồng bất cứ thứ gì hay thiên vị bên này hơn bên kia. Dưới đây đơn giản chỉ là quan sát của tôi thôi. Tôi phát hiện ra về cơ bản, khác biệt lớn nhất giữa hai bên là những ưu tiên của họ. Văn hóa Trung Quốc có xu hướng ưu tiên kết quả hay đích đến, trong khi xã hội phương Tây chú trọng vào quá trình hay phương thức hơn. Trung Quốc quan tâm kết quả. Nói thẳng ra, Trung Quốc quan tâm đến tiền hơn. Đích đến lý tưởng mà mỗi người dân Trung Quốc nỗ lực đạt được là làm sao để có nhiều tiền hơn. Đúng vậy, tiền cực kỳ quan trọng trong văn hóa Trung Quốc bởi vì nó mang đến sự đảm bảo cho gia đình. Họ không có mạng lưới an sinh xã hội để mà dựa dẫm vào, và ký ức về những thời kỳ khó khăn vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của những thế hệ lớn tuổi. Đây là lý do tại sao trong văn hóa Trung Quốc, việc sở hữu nhà và xe riêng lại cực kỳ quan trọng để thể hiện cho người khác thấy bạn có tài sản, bạn đã làm được. Còn cách thức bạn trở thành người có tiền không thực sự quan trọng hay đáng để đem ra bàn luận, chỉ cần bạn giàu là đủ rồi. Cuộc sống thật tàn nhẫn và không nhân nhượng. Đây là một nền văn hóa nơi bạn tôn sùng quyền lực và tiền bạc hơn bất cứ thứ gì khác. Trong lĩnh vực kinh doanh, người Trung Quốc cũng năng động và cần cù hơn. Có ít quy trình, quy định cứng nhắc cần phải giải quyết hơn nên họ có thể tự xoay sở tốt. Sự cạnh tranh trên mặt trận này cực kỳ khắc nghiệt bởi vì mọi người đều cấp tốc muốn phát triển nhanh chóng, vượt lên trên và qua mặt đối thủ. Người Trung Quốc cũng khá là thực dụng và chú trọng giải pháp. Vì văn hóa Trung Quốc tập trung vào kết quả nên người ở đây có xu hướng thành công hơn trong cuộc đời. Họ giỏi đạt được những thứ như giấy phép, hạn ngạch, đáp ứng deadline hay các tiêu chuẩn, yêu cầu v.v. Người phương Tây chú trọng giải pháp. Trong khi Trung Quốc quan tâm kết quả thì người phương Tây lại chú trọng phương pháp hơn. Kết quả cũng quan trọng, nhưng trong văn hóa phương Tây, quá trình và cách thức bạn sử dụng để đạt được kết quả đó còn quan trọng hơn. Đây là lý do tại sao ở phương Tây, hỏi ai đó kiếm được bao nhiêu là điều cấm kỵ. Việc người đó làm gì để sống mới đáng được nhắc đến. Trong kinh doanh, người Trung Quốc sẽ tập trung giảm thiểu chi phí và gia tăng hiệu suất. Còn người phương Tây, nhất là người châu Âu, sẽ quan tâm nhiều hơn đến phương thức sản xuất của sản phẩm và việc sản phẩm đó cung cấp cho người dùng giá trị trải nghiệm ra sao. Để minh họa cho vấn đề này, chúng ta hãy xem xét ví dụ về đồng hồ. Đồng hồ Quartz được hoàn thiện bởi người Nhật, một dân tộc có nền văn hóa phương Đông tương tự Trung Quốc. Đây là một bước đột phá bởi nó chính xác hơn đồng hồ cơ. Ví dụ hoàn hảo cho việc tập trung vào kết quả. Kết quả đáng mong ước nhất của chiếc đồng hồ là báo giờ càng chính xác càng tốt với mức chi phí thấp nhất có thể. Tuy nhiên, liệu một chiếc Casio G-Shock có thể khơi gợi ra trải nghiệm và cảm xúc tương tự như những gì một chiếc Rolex hay Vacheron Constantin có thể làm được không? Có lẽ là không. Dù rằng đồng hồ cơ ít chính xác hơn, vẫn có điều gì đó đặc biệt trong cách thức sản xuất và cả bề dày lịch sử của chúng mà một chiếc Casio không bao giờ có thể so sánh được. Trong văn hóa phương Tây, cảm xúc hay trải nghiệm là quan trọng. Còn trong văn hóa phương Đông, những điều đó lại thường bị kìm nén xuống. Người phương Tây sẽ nói,
Này, cậu cảm thấy thế nào? Cậu cảm thấy ra sao về XYZ? Điều này hiếm thấy ở Trung Quốc. Hồi sống ở châu Á, tôi để ý thấy người phương Tây có thiết lập nội tâm khác với người Á Đông. Họ sẽ có vô số cuộc chuyện phím, ngay cả ở chỗ làm, nói về tin tức mới hay một số khó khăn họ phải đối mặt trên đường đi làm vào ngày hôm đó. Những câu chuyện vặt vãnh thường chẳng bao giờ trở thành chủ đề hội thoại giữa người Trung Quốc với nhau. Đối với người Trung Quốc, họ cố gắng đi làm đúng giờ và thế là hết chuyện. Vì văn hóa phương Tây chú trọng cách thức, nên đó là một xã hội tuân theo chủ nghĩa hợp pháp hay cực kỳ ưa tranh chấp. Ở phương Tây, một công ty phải chịu ước thúc bởi các quy trình hoặc quy tắc nhất định. Chẳng hạn, họ phải tuân theo luật bảo vệ động vật khi sản xuất đồ da. Vì thế nói chung, chi phí để hoàn thành công việc ở phương Tây sẽ lớn hơn. Đó là lý do tại sao nhiều doanh nghiệp đã chuyển công xưởng sang Trung Quốc, nơi mà các quy định còn lỏng lẻo. Người phương Tây có xu hướng tò mò ham tìm hiểu hơn. Từ trước đến nay, khoa học vẫn là thế mạnh của văn hóa phương Tây. Và khoa học thực ra liên quan đến việc tách biệt mọi thứ và tìm hiểu cách thức hoạt động, học hỏi quá trình và cơ chế của chúng. Trong khi người phương Tây rất giỏi phát minh ra các ý tưởng và cơ sở lý thuyết mới, thì người Trung Quốc lại là những chuyên gia thương mại hóa các ý tưởng đó và triển khai vào thực tế. Để tóm gọn nền kinh tế toàn cầu ngày nay, phương Tây cung cấp các thiết kế, Trung Quốc thực hiện các thiết kế đó, cụ thể là iPhone hay các tòa nhà chọc trời ở Thượng Hải. Chủ nghĩa tập thể và chủ nghĩa cá nhân. Khác biệt lớn nhất thứ hai giữa Trung Quốc và phương Tây là xã hội Trung Quốc theo chủ nghĩa tập thể hoặc tuân thủ, trong khi phương Tây theo chủ nghĩa cá nhân. Trung Quốc nhìn chung thống nhất và tập trung hơn nhiều so với phương Tây. Người Trung Quốc thể hiện thái độ tuân thủ với một mức độ thực sự đáng kể, đa phần do chế độ chủ nghĩa xã hội và tư tưởng Khổng Tử trong quá khứ. Bạn có thể đi xa hàng ngàn dặm tới một thành phố khác ở Trung Quốc mà vẫn có thể nhìn thấy kiểu kiến trúc, cửa hàng, biển chỉ dẫn, tiện nghi xã hội, v.v. tương tự như vậy. Điều này tất nhiên có cả ưu điểm lẫn nhược điểm. Có thể bạn sẽ thấy nhàm chán khi cứ phải chứng kiến những thứ giống hệt nhau ở mọi nơi bạn đi, nhưng đồng thời nó cũng mang đến sự tiện lợi nhất định. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ Trung Quốc có ý thức mạnh mẽ hơn về bản sắc dân tộc. Phương Tây cá nhân hơn, và điều này cũng phản ánh trong bối cảnh chính trị. Châu Âu là một đại lục không liền mạch. Nó bị chia thành nhiều đất nước nhỏ, và mỗi đất nước nhỏ đó lại chia thành nhiều khu vực và thị trấn nhỏ hơn. Và mỗi nơi lại có nhiều nền văn hóa, kiến trúc, phong tục và thậm chí ngôn ngữ riêng biệt. Ví dụ Scotland có bản sắc độc đáo riêng khác hẳn với Anh hay châu Âu. Và Scotland chỉ là một đất nước có 5 triệu dân thôi đấy. Nhiều thành phố cỡ trung ở Trung Quốc còn đông dân hơn cả Scotland, tương tự như ở Wales, Bắc Ireland, Cornwall, Andalusia, Catalonia, Bavaria, Veneto, Flanders, v.v. Và đó là toàn bộ câu trả lời của người dùng Da Hyun Kim được chuyển ngữ bởi tác giả Khát Nguyễn. Ở bên dưới bài dịch này, một số người dùng của Spyroom đã mở rộng vấn đề bằng một vài góc nhìn khác như sau. Theo bạn Hưng Lê, mình thấy ở Trung Quốc tính đa dạng vẫn rất cao đấy chứ. Như khu vực Mãn Châu có nét văn hóa khác khu vực Thiểm Tây, Tứ Xuyên, và những khu vực này lại khác với Lưỡng Quảng. Nội Mông, Tây Tạng và Tân Cương lại khác xa với phần còn lại của Trung Quốc. Ngoài ra, số dân tộc và phương ngữ ở Trung Quốc cũng rất nhiều. Tính phức tạp của Trung Quốc về văn hóa, lịch sử, thậm chí mức độ phát triển kinh tế tương đương với một châu lục như châu Âu. Bản chất của Trung Quốc là đa dạng, muôn màu muôn vẻ, nhưng đại lục lại cố gờ ép thành một khối mới thành ra như thế. Mình nghĩ sự quan tâm nhiều đến kết quả ở Trung Quốc chỉ là một hiện tượng thường gặp ở các thành phố hạng 1, hạng 2, chứ không nhất thiết là ở vùng nông thôn. Sở dĩ chúng ta lầm tưởng nó là đại diện cho toàn bộ tư duy của người Trung Quốc là do các thành phố này là trọng điểm kinh tế. Nhắc tới Trung Quốc là nhắc đến Thượng Hải, Quảng Châu, Bắc Kinh, chứ mấy ai nhắc đến vùng thôn quê như Đại Đồng, Sơn Tây hay Thiên Thủy, Cam Túc. Văn hóa Trung Quốc cốt lõi vẫn thực chất nằm ở quá trình ngắm một cành hoa, leo lên một ngọn thác nơi đằng sau núi thẳm, nghe một làn gió, lặng nhìn giọt sương đọng trên cành trúc, ngồi câu cá trên mặt hồ lạnh băng, vân vân. Nó không hề đặt nặng vào kết quả. Bởi lẽ, nếu đặt nặng kết quả thì họ đã có những phát minh đi trước phương Tây chứ không phải bị tụt hậu. Sự đặt nặng kết quả đó là du nhập từ phương Tây nhưng bị biến đổi theo phương thức cực đoan mới thành ra như ngày nay. Còn phương Tây, họ đã điều chỉnh để dung hòa. Muốn thực sự hiểu được hồn tính của văn hóa Trung Quốc, chúng ta phải nhìn về các vùng thôn giả chứ không phải thành thị. Và kết quả của chúng ta hiển nhiên phải là văn hóa Trung Quốc chú trọng đến quá trình chứ không phải kết quả. Theo bạn Nico, Tây chắc cũng có tay viết tay tát nhỉ, vì bên Mỹ coi trọng kết quả đến mức đẻ ra văn hóa winner loser. Bạn đọc trong bài viết American Dream của tác giả Mark Manson sẽ có đoạn: trẻ em nhìn cuộc sống theo một cách khá đơn giản,
mọi người nhận được những gì họ xứng đáng. Hay nói cách khác, mọi người xứng đáng với bất cứ thứ gì họ nhận được. Và nếu họ muốn điều gì đó tốt hơn, họ nên thông minh hơn và hoặc làm việc chăm chỉ hơn cho nó. Còn bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới để chia sẻ cùng chúng mình nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem đến hết video và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đây là Spyroom, còn mình là Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.